hai năm chuyên nghiệp đó đấy, thì nó sẽ giúp mình tạo cái video như này đó, tạo một cái hình ảnh, cái hoạt hình như này, và mình có thể đưa vào những cái động tác cơ bản như này đấy. Và với thằng này ấy, thì mình phải download về, mình phải download về trên máy tính của mình đó. Đây, anh chị em nhìn này, nó có thể làm được cái việc này. Tức là gì ạ? Đây là người nhá, đây là người mình di chuyển này, và nó tạo ra cái hình hoạt hình như này đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Rồi đó. Rồi từ một quả bóng, từ cái đàn, tất cả những cái nào đấy đều gì ạ? Đều có thể tạo thành hình hoạt hình hết đó, anh chị em thấy không ạ? Mình có thể tạo thành hình hoạt hình bằng bất kể cái hình nào của mình đấy, cái đàn, quả chanh, tất cả đều tạo thành hình được hết đấy. Rồi là mình có thể là gì ạ? Chọn những cái gọi là trạng thái, những cái cảm xúc, những cái tư thế khác nhau của cái nhân vật hoạt hình của mình đó. Rồi đấy, chúng ta có thể điều khiển cho tay chân nó di chuyển đó. Rồi đấy, có thể là sử dụng hình ảnh của mình để làm mẫu đấy, có thể thiết kế nhân vật riêng của mình. Thằng này là thằng chuyên nghiệp đó. Thì ở đây Huy sẽ cho anh chị em xem. Cái thằng này là Huy đã download rồi nhé, đã download và đã cài đặt rồi nhé. Rồi việc đầu tiên của mình nữa là mình đăng nhập vào, được chưa? Mình đăng nhập vào nhé, mình đăng nhập vào, sau đó mình download xuống để mà mình sử dụng. Rồi start for free này. Giá của bộ thằng này nó là một bộ phần mềm, nó bao gồm một cái phần mềm để gọi là thiết kế nhân vật, một cái phần mềm để tạo ra những cái hình ảnh động đấy. Đấy. Một cái phần mềm để ghép những cái hình ảnh động đó vào thành cái bộ phim đó. Thì giá của nó là 53 đô một tháng, giá 53 đô một tháng một bộ phần mềm, nó khoảng độ 5-10 cái phần mềm gì đó. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm các cái phần mềm khác, ví dụ như là Photoshop hoặc là AI Illustration. Đó. Nhá. Đây nhá. Đây là chúng ta đã có cái phần mềm mà Huy đã download về rồi nhá. Cái này là dùng miễn phí anh chị em nhá. Đây là dùng miễn phí, bản miễn phí nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái nhân vật, chọn một cái nhân vật nào đó mà mình mong muốn này. Biết. Đó. Thì anh chị em thấy là khi mà nó vào, khi mà Huy nói thì mồm nó nhấp nháy nói theo này. Đấy. Bây giờ mình sẽ import cái record này vào. Thì nó sẽ mồm nó sẽ nhấp nháy theo đúng cái âm thanh của mình luôn. Tất nhiên là nếu như mà âm thanh mình phát ra nó là tiếng Anh ấy thì nó sẽ chuẩn hơn. Đó. Bạn có đam mê với nghệ thuật làm video không? Đấy. Ở đây nhá, mình có thể thay đổi cái hình nền. Đấy, mình có thể thay đổi hình nền mà mình mong muốn nhá. Đấy. Mình có thể để nền xanh để sau mình tách ra nó dễ. Đúng không? Giống như hôm qua là mình làm cái DID ấy. Anh chị em nhớ không ạ? Hôm qua mình làm cái DID ấy thì hôm nay mình làm cái này cũng miễn phí. Đấy, đúng không ạ? Sau mình cũng làm nền xanh này, sau mình ghép cho nó dễ này. Được không? Nhá. Muốn tạo ra những sản phẩm chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Khóa học này sẽ giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê đó. Với khóa học này, bạn sẽ học được cách làm video quảng cáo, làm video hoạt hình, làm avatar độc và làm intro, outro cho video. Đấy, sau đó là chúng ta nhấn vào là gì ạ? Record face. Bạn có đam mê với nghệ thuật làm video? Ok. Đấy, như vậy là mình đã gì ạ? Mình đã ghi được cái phần voice rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa thêm vào đây những cái biểu cảm vào nhé. Ví dụ như là bạn có đam mê với nghệ thuật không? Đấy, thì mình đưa vào đây, đưa cái động tác tay vào đây nhé. Bạn có đam mê với nghệ thuật làm video và muốn tạo ra những sản phẩm chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo? Khóa học này sẽ đấy. Thì mình sẽ đưa cái động tác vào đây. Khóa học này sẽ giúp bạn thỏa mãn chỉ ra khóa học này, là khóa học ở bên cạnh. Khóa học này bạn sẽ học được cách làm video. Đấy. Đưa vào đây. Đấy. Điều quan trọng làm video hoạt hình, làm avatar độc và làm intro, outro cho video. Đấy.
cái động tác của đầu dao sinh động. Thành cái động tác của đầu dao sinh động. Đó, đó. Bạn có đam mê với việc làm video và muốn tạo ra những sản phẩm chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo? Khóa học này sẽ giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê đó. Với khóa học này, bạn sẽ học được cách làm video phỏng vấn, làm video hoạt hình, làm avatar độc và làm intro, outro cho video. Không chỉ học được cách làm, bạn còn được trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Kỳ Nguyễn Phong Huy là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này và đã có kinh nghiệm dạy học cho hàng trăm học viên. Với phương pháp giảng dạy dễ hiểu và trực quan, khóa học sẽ giúp bạn nhanh chóng tiếp cận với kiến thức và kỹ năng để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Kỳ Nguyễn Phong Huy là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này và đã có kinh nghiệm dạy học cho hàng trăm học viên. Với phương pháp giảng dạy dễ hiểu và trực quan, khóa học sẽ giúp bạn nhanh chóng tiếp cận với kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm video với trí tuệ nhân tạo. Đăng ký ngay để trở thành một chuyên gia làm video với trí tuệ nhân tạo và mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng của bạn. Rồi. Thế như vậy là mình đã có một cái nhân vật, anh chị em tưởng tượng không ạ, mình đã có một cái nhân vật để mình đưa vào trong video quảng cáo của mình, và hơn nữa là mình có thể là gì ạ, là cho cái nhân vật này nó nói chuyện với nhân vật khác, ok không ạ, vẫn là sử dụng cái giọng, cái kịch bản của mình đưa ra hai cái giọng, một giọng nam một giọng nữ, sau đó là chúng ta cho nó lồng với nhau đấy, vừa giọng nam và giọng nam giọng nữ thì nó sẽ tạo ra thành cái phim hoạt hình rất là hay. Đó, sau đó khi mà làm xong ấy, thì chúng ta nhấn là gì ạ? Export này. Đấy, chúng ta nhấn export này. Đó. Chúng ta chọn được cái nơi mà chúng ta muốn đưa vào này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, chúng ta nhấn export này. Đấy, nhấn export này. Đó, thế là nó export ra thôi. Anh em nhé, nó mất khoảng 4 phút. Thì nó sẽ export ra chúng ta một cái video rất là thú vị luôn. À, anh chị em nghĩ sao với cái phần mềm này? Miễn phí nhé, hoàn toàn miễn phí. Và không có giới hạn gì hết. Anh chị em làm đến đây không hề có giới hạn gì hết. Không có là một ngày làm bao nhiêu cái. Không có giới hạn về độ dài. Không có giới hạn về credit hay là bất kể cái gì cả. Anh chị em làm miễn phí hoàn toàn luôn. Và hiện nay thì mình có cái dự án làm hoạt hình. Và có người đặt hàng mình làm hoạt hình rồi. Có người đặt hàng làm hoạt hình đơn giản rồi. Đấy. Và có tiền, kiếm tiền luôn. Đấy. Anh chị em nào muốn kiếm tiền từ cái việc làm hoạt hình cho người khác, hoặc là mình làm hoạt hình để mình xây dựng cái kênh YouTube, kênh TikTok của mình, hoặc là mình làm hoạt hình để làm video quảng cáo. Đấy, thì anh chị em cũng có thể là tham gia cái khóa học mà Huy sẽ hướng dẫn tiếp theo. Đấy, thì ở đây nhá. Khi mà anh chị em chọn cái phần này. Đó, anh chị em chuyển sang cái dạng là Pro nhá. Đấy, ở đây là Huy đã mua bản Pro rồi. Cho nên là anh chị em việc chuyển sang Pro này. Chuyển sang Pro này. Đấy, khi mà chuyển sang Pro anh chị em nhìn này, là nó rất nhiều những cái gì ạ, cái timeline này. Anh chị em thấy không ạ? Cái timeline nó tinh chỉnh được từng ly từng tí luôn. Đấy, còn tất nhiên tinh chỉnh cái gì thì ở đây thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian để chúng ta chia sẻ kỹ. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ tinh chỉnh được rất là nhiều thứ ở đây. Đó, từng cái frame nó nói ở đây cả. Đấy, chúng ta có thể sửa được từng frame một. Tuy nhiên thì thằng này ấy, nó làm để tạo ra sự đơn giản. Nó làm để tạo sự đơn giản. Cho nên chúng ta không cần phải làm từng frame một giống như những cái phần mềm mà làm hoạt hình ngày xưa. Đấy, mà nó sẽ có sự kết nối với nhau dễ hơn rất là nhiều. Đấy, để mà tiếp cận được cái phần mềm này nó cũng dễ hơn so với cả những phần mềm phức tạp ngày xưa. Nhưng nó cũng cho mình một cái gọi là tùy biến nhất định để mà mình có thể tùy biến. Đó, nó vừa kết hợp giữa cái việc tùy biến tạo sẵn cho mình chỉ việc nhấp chuột thôi. Mình không cần phải hiểu những cái dòng lệnh, mình cũng không hiểu về làm hoạt hình, không hiểu về những cái quá kinh khủng. Nhưng mà mình chỉ cần nhấp chuột và chọn đấy, là sẽ được nhá. Đấy, anh chị em thấy là cái mặt con này nó đang nói này, khi mà video nói là mặt nó nói theo luôn này. Đấy, ok không ạ? Đấy, còn chi tiết cái thằng này thì chúng ta sẽ được học ở lớp nâng cao, và thậm chí là chúng ta có thể là gì ạ, chúng ta có thể gọi là tinh chỉnh cái nhân vật này. Đấy, chúng ta có thể bỏ tóc nó ra, mình cho cái tóc khác mà. Đấy. Đấy, chúng ta có thể cho tóc khác mà, chúng ta có thể chỉnh cái mắt kính, cái lông mày, rồi tất tật các thứ ở trên khuôn mặt này, là chúng ta đều có thể tinh chỉnh được hết anh em nhé. Mình tinh chỉnh được hết. Đấy, ví dụ như là ở đây là chúng ta cho nó gọi là ẩn đi, là một số cái ẩn đi này. Đấy, ví dụ như là bên tay nhé, đây này, tay này. Đấy, chúng ta cũng thể để cho nó những cái tay để mà nó gọi là chỉnh cái khớp xương, chỉnh cái khớp xương cho cái tay để khi mà nó chuyển động sao cho nó mượt mà. Đấy, ở bên này thì nó có những cái tinh chỉnh ở đây này, mắt này, mũi này, miệng này. Đấy, mí mắt này, rồi khớp xương này. Đấy, khi mà chúng ta chọn ở đây, đấy, thì chúng ta có thể là gì ạ? Chọn cái phần tương ứng ở đây. Đó. À, tất nhiên cái phần này phần nâng cao thì mình sẽ có cái lớp hướng dẫn dành cho anh chị em muốn làm nâng cao.
chi tiết tinh chỉnh từng cái khuôn mặt một, và sau đó chúng ta có những cái nhân vật riêng của mình rồi. Đấy, và sẽ có một cái phần mềm khác nữa để mình tạo ra những cái chuyển động rất là mượt mà. Dạ, cái phần mềm này là phần mềm chuyên dụng để tạo nhân vật và một số cái hành động đơn giản thôi. Đấy, còn cái phần mềm khác nữa thì cũng là ở trong cái bộ phần mềm này. Đó, thì bộ phần mềm này tổng cộng nó là khoảng độ 16 triệu một năm. Đấy, nhưng mà mình có cái nguồn mua nó khá là tốt, cho nên là nó chỉ có 2,4 triệu một năm thôi. Đó, thì anh chị em có thể là sử dụng cái phần mềm này khá là ok. Thì tính ra 200.000 một tháng thì nó cũng là bình thường mà, đúng không ạ? Đấy, ok không anh chị em? Đó, chúng ta có thể tinh chỉnh. Cái này thì nó tính theo năm, không tính theo tháng. Tuy nhiên thì nếu mà mình muốn mua theo tháng thì coi như mình mua theo dạng là mua chung thì cũng được. Thì cũng sẽ có một cái tài khoản, mình sẽ để tách một cái tài khoản riêng để cho anh chị em gọi là mua chung, thì 200.000 một tháng. Ok không? Thì giống như thằng Mid Journey ấy, nhưng mà thằng này nó mạnh hơn Mid Journey ở cái điểm là làm màn hình. Thế thôi thầy ạ. Thế thầy cho chúng em dùng như thế này đây. Ok nhá. Ok. Đây. Nó có sẵn cho mình một cái bộ thư viện vô cùng lớn, dùng miễn phí luôn anh nhá. Đây. Đây là một cái nhân vật nhá. 3D luôn này. Nhân vật 3D luôn này. Và nó có một bộ thư viện, nó khoảng độ tầm hơn 1.000 cái động tác khác nhau đã được gì ạ? Đã được gọi là thiết kế sẵn. Còn tất nhiên nhân vật này chúng ta có thể thiết kế tinh chỉnh, chúng ta thêm cái này bớt cái kia được nhá, nhưng cái đấy thì nó sẽ là cái hơi phức tạp, được chưa? Còn ở đây ấy, là nó đã cái gì ạ, nó đã có sẵn cho mình rồi đấy, có sẵn hết rồi, đúng không ạ? Nhá, đấy, có sẵn hết rồi đây này. Hơn 1.000 cái động tác khác nhau nhé. Đấy, động tác này là leo cầu thang này. Đấy. Đấy. Rất là mượt mà luôn. Cái thằng này cũng nằm bao gồm ở trong cái phần mềm đó rồi. Khi mà chúng ta có cái tài khoản mà Pro của cái phần mềm vừa rồi ấy, thì chúng ta được sử dụng cái bộ thư viện này của nó. Đây anh chị em thấy này. Ở đây là có 26 trang. Có 26 trang. Mỗi trang là 96 cái động tác mỗi một trang. Đấy. Và nó có tổng cộng là 26 trang. Anh chị em nhân thử nhanh giúp Huy là gì ạ? 96 nhân với 26 nó gồm 2.500 động tác khác nhau. 2.500 động tác khác nhau. Đấy. Và nó có sẵn những cái hình ảnh mà chúng ta có thể là gì ạ? Lựa chọn những cái nhân vật này là nó thiết kế sẵn cho mình rồi. Đúng không ạ? Mình có thể tùy biến được nhé. Ở đây. Đấy. Mình có thể chọn công chúa. Đúng rồi, công chúa. Mình có thể chọn là hiệp sĩ. Đấy. Một bấm công chúa đi. Ở đây là chúng ta có 96. 96 x 2 là bao nhiêu ạ? 96 x 2 bằng 192. Công chúa đi. 192 nhân vật khác nhau. Làm công chúa đi. Trật tự được có làm việc. Công đợi một tí. Đấy, chúng ta có 192 nhân vật khác nhau đã được thiết kế sẵn, cộng với 2.500 cái động tác đã có sẵn, thiết kế sẵn cho chúng ta chỉ việc dùng thôi. Đấy, bây giờ chúng ta muốn làm phim hoạt hình đúng không? Chúng ta cần nhân vật cộng với cả gì ạ? Cộng với cả các cái động tác đúng không? Chúng ta muốn làm truyện tranh đúng không? Thì chúng ta cũng cần một nhân vật và các cái động tác đúng không? Các cái tư thế đúng không? Thì ở đây nó có sẵn hết rồi. Cái thư viện này là gì ạ? Là miễn phí này. Khi mà mình mua cái gói 2.4 triệu đấy là mình được miễn phí luôn. Đấy, kể cả anh chị em là mua một tháng thì anh em cũng sở hữu luôn. Và mình tưởng tượng như này, cái ngành công nghiệp mà làm truyện tranh, ngành công nghiệp làm hoạt hình, công nghiệp gọi là tỷ đô. Đấy, chi phí cái khi mà chúng ta có thể làm được cái hoạt hình rồi ấy, thì anh chị em tưởng tượng là chúng ta có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền luôn. Đó. Và thực sự là cái bộ phần mềm này là bộ phần mềm cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp. Những cái người làm hoạt hình chuyên nghiệp ấy, họ sử dụng cái phần mềm này. Họ sử dụng phần mềm này vừa tùy biến tốt mà lại vừa gọi là tự động. Cái quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ ghép các cái hình ảnh đó với nhau sao cho nó liền miễn thôi. Đấy, hình ảnh cậu bé nhé, hình ảnh những con vật nhé, con chuột nhé. Đấy, đây có hình ảnh con chuột này. Đấy, đúng không ạ?
hình ảnh cô bé này, đấy, rồi công chúa, công chúa này, rồi hình ảnh quái vật này, tức là có nhân vật chính này, nhân vật phụ này, đúng không ạ? Có nhân vật phản diện này, có nhân vật quái vật này, đấy, hình ảnh là của bố này, mẹ này, đấy, kiểu kiểu vậy. Tức là mình có một cái gì ạ? Một cái gia đình thôi, xong nó lại gì ạ? Nhân vật phụ này, đấy, rồi là Asher này, rồi là gì ạ? Đấy này, đó, anh chị em nghĩ sao ạ? Đây, cái phần mềm này chúng ta cũng có luôn, 200.000 một tháng, có luôn cả cái phần này luôn. Đấy, tạo ra nhân vật như ngoài đời thật luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy, tạo những cái hoạt hình này, tạo những cái hoạt hình này. Đấy, thấy chưa? Xuất bản lên bất kỳ nền tảng nào này. Đấy, thiết bị di động, TV, máy tính. Đấy, rồi Canva, rồi Web, GL, Flash, Adobe, SVG. Đấy, rất nhiều những cái thằng... mình có thể tinh chỉnh từng cái ngọn lửa một, đấy, tinh chỉnh về xương, về đấy, chia sẻ xuất bản nhanh đó, rồi mình có thể có luôn nhé, cái bộ phần mềm phải có luôn, thành cực đây. Đây, làm video này, đấy, rất là nhanh, đấy, thật là gấp gáp, đây, rất là nhanh. Chỉnh sửa video miễn phí dành cho thiết bị di động và máy tính để sáng tạo bất kỳ đâu. Dù là từ điện thoại hay máy tính, bạn có thể quay chỉnh sửa video chất lượng cao, đấy, trực quan, dễ dàng như mạng xã hội. Đưa đăng lên mạng xã hội để tỏa sáng lên bản tin của bạn. Đấy. Cái thằng này ấy, nó là cái phần mềm để chỉnh sửa video, nó tương tự như CapCut ấy. Đấy. Và khi mà chúng ta mua cái phần mềm kia 200.000 một tháng ấy, thì mình được dùng cái thằng này tương tự như thằng CapCut Pro luôn. Tức là gì ạ? Tương tự như là mình dùng cái bản cao cấp nhất của CapCut, rồi của Filmora, rồi của những cái phần mềm mà chỉnh sửa video cao cấp nhất hiện nay. Đấy. Nhưng mà nó là gì ạ? Nó lại rất là dễ tiện chỉnh bằng điện thoại, bằng bằng máy tính đều được. Đó. Sao lại có người cầm tay ạ? Người kia đặt cầm tay ạ? Đó, anh chị em thấy sao ạ? Nó có cái bộ này ấy, là gì ạ? Là anh chị em thấy là phê luôn. Mình làm video nó phê luôn. Và càng ngày nó càng nhiều những cái công cụ hay, hấp dẫn. Và những cái công cụ mà đỉnh cao nhất ấy, là những công cụ mà có phí nha anh chị em ấy. Miễn phí thì cũng có những công cụ hay, nhưng mà đỉnh cao nhất là chúng ta vẫn phải sử dụng những công cụ có phí. Đấy chứ ạ? Đấy. Anh chị em nào mà muốn học chuyên sâu hơn về lớp về làm hoạt hình, làm hoạt hình với AI. Đấy. Không chỉ là làm video nữa mà làm hoạt hình với AI, thì mình sẽ mở lớp, gom đủ học viên thì mình sẽ mở lớp. Và cái lớp này thì nó sẽ học dài hơn một chút. Đấy, để mà anh chị em tạo ra được những cái nhân vật cho riêng mình, tạo ra được những cái hoạt cảnh cho riêng mình, và tạo ra cái hoạt hình cho riêng mình, tạo ra những cái hoạt hình ngắn nó khoảng độ 1 phút, những cái phim hoạt hình, tạo phim hoạt hình khoảng độ 1 phút. Đó. Thì cái thời gian để chúng ta học nó sẽ lâu hơn, nó sẽ học trong vòng đâu đó khoảng độ 7 buổi.